Đây là ngôi trường Nguyễn Thị Lụ nè các bạn. Đối diện ngôi trường Nguyễn Thị Lụ là cái đường vô lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc. Cụ Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là đường vô lăng cụ của phó bản Nguyễn Sinh Sắc nè các bạn. Bây giờ mình đang đi trong khu lăng mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc nè các bạn. Thì chắc ít các bạn biết là cụ Nguyễn Sinh Sắc là cha đẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì cụ đang được chôn cất ở trên ấy nè các bạn, ở trên đất Cao Lãnh này các bạn. Đây cũng có nguyên một cái rừng tre này các bạn. Đặc biệt tre này nó có màu vàng không nha các bạn. Đây tất cả rất là mát. Tre màu vàng không. Đây có khu vực giống như nhà sàn Bắc Hồ nè các bạn. Đây nhà gỗ hoàn toàn các bạn. Đây có nguyên bộ bàn ghế. Đây không cho xà vào hiện được. Nguyên bộ bàn ghế nè các bạn. Đây có một áo sen rất lớn, rất đẹp nè các bạn. Đây cận cảnh nguyên nhà sàn này các bạn. Xa xa bên kia là lăng mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, cha của thân sinh Hồ Chí Minh các bạn. Nó ngay chỗ trắng trắng hình con sò đó các bạn. Bây giờ mình tiến gần hơn chút nha các bạn. Nhưng mà mình chỉ được phép quay xung quanh thôi, mình không có quay được cận mộ nghe các bạn. Ở đây có cây đầu tiên, có trái nè các bạn. Cái này gọi là đầu tiên. Đây cái trái nó tròn. Đây có cây cầu cũng rất là đẹp. Mình qua cầu. Khu này rất là rộng các bạn ơi. Chưa nắng giờ đi cũng hơi mệt đó các bạn. Đây có một bức tượng bằng đá nè các bạn. Để mình tiến lần lượt bức tượng xem nhé.
Các bạn có dịp đi Cao Lãnh thì các bạn ghé thăm khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc nha các bạn. Mình đi vô đây mình chỉ là tốn tiền gửi xe thôi chứ không có chi phí hết nha các bạn. Ở đây là bức tượng của cụ Nguyễn Sinh Sắc nè các bạn. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc sinh 1862 mất 1929. Hiện bây giờ đang được yên nghỉ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Bây giờ mình đi lại con đường tiến gần lại khu mộ. Con đường này cũng rất là đẹp, mặc dù trời rất là nắng rồi các bạn. Cái này tầm gần 12 giờ trưa rồi. Có hoa giấy cũng rất là đẹp. Đây, hoa giấy ngay cổng vào khu mộ này các bạn. Đây là qua bên nhà sàn bên kia. Đây là một cái ao sen. Ao sen này rất là rộng lớn và cũng rất là đẹp. Đây là trước cổng khu mộ này các bạn. Khu mộ trong hình con sò các bạn thấy không? Đây cái cổng đây. Cảnh quan bên đây rất là rộng lớn các bạn ơi. Mình vô ngay cổng chính nè. Đền thờ của cụ Nguyễn Sinh Sắc này các bạn. Làm rất là kỳ công, rất là đẹp các bạn. Này bên trong đền thờ nữa các bạn. Bên trong này nó có một bức ảnh rất là lớn, bức tranh hoa sen. Rồi nhìn ra khu mộ luôn được này các bạn, khu mộ hình sò đó các bạn. Mình tiến gần ra khu mộ nha các bạn. Ngay khu mộ có một cái ngôi sao, là trong ngôi sao đó là một cái hồ sen. Ngay không đây không cho được ngồi lên cái ngôi sao này. Đây một ngôi sen, ngôi sao rất là lớn. Đây tổng quan bên khu thờ. Chính giữa có một cái tượng đài bằng đá. Chắc mình quay vòng vòng thôi, mình không có được phép lên quay gần đâu nha các bạn. Đây là mộ thật sự của cụ Nguyễn Sinh Sắc nha các bạn. Ở ngoài Hà Nội thì có mộ của bác Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn ở trong miền Nam mình thì ở tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì có cái mộ của thân sinh của cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ra cổng chính ra ngoài đường luôn các bạn. Nhưng mình gửi xe ở cổng sau. Có cái mộ ở trong đó các bạn. Thôi bây giờ mình đi ra nha các bạn. Nãy giờ mình đi cũng gần hết cái khu mộ này rồi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông để nhận được những cái video mới nhất mình ra nha các bạn. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Bên đây là cái nhà trưng bày nè các bạn.
Đây có cây cao vàng rất là đẹp. Xung quanh nhà trưng bày này có trồng sen. Đây là nhà trưng bày trong khu mộ này các bạn. Đây mình đi vô nha các bạn. Ở trong này hơi tối nha các bạn. Dạo quanh bên này. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn dừng video lại đọc nha các bạn. Mình quay clip này nhưng mà chưa quá rồi. Khu trong này rất là rộng các bạn. Đây là cái nhà lá khu nhỏ của phố Nguyễn Trinh Sắc nè các bạn. Ở đây là cung dệt. Có một người phụ nữ ngồi dệt đây. Thì bà Hoàng Thị Loan đang dệt vải đu con nha các bạn. Mộ bà Hoàng Thị Loan này các bạn. Cái này là một hình thu nhỏ thôi của Đảng bộ Nhân dân Nghệ tỉnh Kính Tặng. Đây là cụ Nguyễn Thị Sắc và bà Hoàng Thị Loan đó các bạn, mẹ của Bác Hồ đó các bạn. Này có hình Bác Quốc Thành đấy là có giải thích đây này các bạn. Bạn đọc từ từ nhé. Đây là giải thích dưới bức hình đó nghe các bạn. Hình có đánh số các bạn, có số các bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn nha các bạn. Mình không có thời gian đọc. Đây là cái mô hình của chung cư. Đây là một cái mô hình. Cái mô hình có ghi rõ đây các bạn. Mô hình là xã Trung Cự, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An nha các bạn. Ở trong này có cái bóng đèn hơi chán nha các bạn. Đây là khu trưng bày có một cái bàn đá, cái ghế đá rất là đẹp nha các bạn. Đây, cái bàn này rất có hoa văn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Bàn đá nha các bạn, này là thuộc về cái đá quý nha các bạn. Để mình quay, đây là cận cảnh các cái ghế xung quanh này.
Này, cái bàn này là do tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, quân chủng Hải quân kính tặng nha các bạn. Đây bây giờ mình qua cái khu vực đền thờ chuẩn bị ra cổng rồi các bạn ơi. Quay lại trở lại khu vực đền thờ nè, tổng nguyên cái đền thờ nè các bạn. Tổng còn cảnh cái đền thờ đây. Này, khu Nguyễn Trinh Sát trong đây.